Tại trụ sở tỉnh đoàn Đồng Nai, chiều 12 tháng 4 năm 2022, thừa ủy quyền của Trung ương đoàn, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã trao huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho anh Thái Ngô Hiếu. Anh Thái Ngô Hiếu là người đã cứu được 4 người bị đuối nước tập thể tại biển thuộc xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu vào sáng 10 tháng 4. Anh Hiếu hiện công tác tại đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Trảng Bom thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đồng Nai. Ngày 11 tháng 4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương, khen ngợi. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng hàm vượt cấp từ trung úy lên đại úy đối với anh Thái Ngô Hiếu. Ngoài ra, anh Thái Ngô Hiếu còn nhận thư khen của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cùng bằng khen đột xuất của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng. Trước đó, vào sáng 10 tháng 4, khi đang cùng gia đình chơi lễ tại bãi biển thuộc xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bằng trực giác nghề nghiệp, anh Thái Ngô Hiếu kịp thời phát hiện một vụ đuối nước và nhanh chóng lao đến cứu được 4 người. Ngoài ra, khi đưa hết mọi người lên bờ, anh Hiếu phát hiện có 2 nạn nhân bị bất tỉnh. Anh đã vận dụng những kỹ năng, kiến thức của mình, hô hấp nhân tạo, bóp tim ngoài lồng ngực. Một lát sau, 2 nạn nhân tỉnh lại. 4 nạn nhân bị đuối nước tiếp tục được đưa vào bệnh viện Bà Rịa cấp cứu, hiện sức khỏe đều đã ổn định trở lại. Được biết, huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm là danh hiệu cao quý tặng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi Việt Nam có hành động dũng cảm, lập công xuất sắc trong bảo vệ an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, dũng cảm bảo vệ, cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của nhà nước trong tình huống cấp bách.